Xin chào tất cả anh em trên mọi miền yêu xe đạp bãi Nhật. Đây là một chiếc xe đạp bãi Nhật đã được bên em nhập về vệ sinh cân chỉnh dầu mỡ và ổ trục ổ bi rồi, rất là trơn tru rồi. Đây là một chiếc xe phun nhôm càng carbon. Một chiếc xe càng carbon. Chiếc xe này có trọng lượng nằm tầm khoảng hơn 9 kg, khoảng 9 cân 3 gì đấy. Và chiếc xe này thì xa cọc đứng là 53, ngang là 54. Bác nào mà có chiều cao phù hợp với chiếc xe này thì liên hệ bên em. Chiếc xe đã dọn và vệ sinh tương đối là đẹp rồi. Đấy, đi tổng quan và chi tiết cho mọi người xem. Từ chân trống zin theo xe này, vành nhôm hai lớp này, cam inox này, chân đồng, đùi bê đan nhôm zin theo xe, in zin theo xe nhưng bọc lại da này. Quay rất chi tiết các tem của Nhật này, logo này bằng nhôm dập. Đây là kích thước của xe này, tem gọng nước này, gọng nước em lắp thêm nhé. Tay lắc, phanh phụ, xe này bộ phanh, bộ phanh rắn rất là đẹp, phanh cực nhẹ, độ ăn bám vành rất là cao, vành trước cũng vành nhôm, bánh 700c, nan hoa inox, chân đồng zin theo xe. Này là chạy bộ cấu hình đĩa líp là Shimano Sora nhé mọi người. Hai đĩa 8 líp Sora này. Líp đang còn rất là đẹp, gần như đang còn vuông cạnh luôn nhé mọi người. Lốp này zin theo xe luôn này. Phanh sau cũng phanh rắn này, rất là đẹp. Tổng quan và chi tiết để bác nào phù hợp với chiếc xe cuộc ta vừa dạo phố, ta vừa thể dục rất là đẹp. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bác.